Đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một con airdrop mới nữa mà tháng 12 này sẽ bắt đầu trả nha các bạn. Đây, kèo này là 600 đô, anh em theo cho sớm nhé. Ngày 26 tháng 12 là có quà về, cố gắng kiếm ha. Thì chỉ cần thực hiện một số vài thao tác trên Telegram hay như vào Twitter thì các bạn sẽ được và thêm ví ERC20 ha. Thì các bạn sẽ nhận được con airdrop này nha, con token này nha. Rồi thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Thì đường link thì mình để dưới mô tả video nha các bạn, các bạn click vào đường link đó ở dưới mô tả video nha. Thì sau khi các bạn click vào đường link ở dưới mô tả video sẽ ra giao diện như thế này. Đó, nó ra giao diện như cái này các bạn ha. Sau đó các bạn bấm vào start cho mình. Rồi nó kêu các bạn là hãy thăm cái website này ha, captcha.menubuilder nè các bạn, .cc nè, cái website đó, và nhấn captcha để mà vượt qua ha. Rồi các bạn làm như mình nha, rồi sau đó bấm vào cái đường link này. Rồi các bạn thấy không, nó có cái dấu nhỏ xíu rồi các bạn nè. Đó, các bạn check vào cái dấu là tôi không, tôi là con người, check vào đây thì các bạn thấy nó hiện ra một cái ô gọi là vui lòng nhấp vào từng hình ảnh có chứa một chiếc xe máy ha. Ở đây nó cho bạn rất là nhiều hình, thì cái hình nào có xe máy thì các bạn click vào nha. Ở hình này có xe máy, có xe máy là các bạn click vào xe máy, xe máy, xe máy, xe máy, xe máy, xe máy, rồi xe máy. Rồi sau khi các bạn click xong bấm kế tiếp. Rồi sau khi xong các bạn bấm kế tiếp nha. Kế tiếp, cái nào có hình xe máy các bạn bấm hết vào. Rồi sau đó các bạn bấm kiểm tra. Rồi rồi sau khi các bạn làm ok rồi đó thì các bạn nói có dấu chất xanh, xanh là ok nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào cái nút submit ở dưới nha, bấm vào submit. Bấm vào submit các bạn. Rồi sau khi các bạn làm xong cái bước này rồi, các bạn quay trở lại Telegram nha. Bấm vào, các bạn trở lại Telegram. Sau đó các bạn bấm vào vô check nè. Check nè. Check. Rồi. Rồi ở trên nó hiện là you were invited by user lương ha, tức là mình được mời từ người này. Cái đó thì không quan trọng các bạn. Rồi tiếp theo thì nó nói là mọi khi mà nó mở cái này thì giá sẽ là 5 đô trên một UFI các bạn. Cái con này là con UFI ha. Rồi thì để tiếp theo thì các bạn bấm vào claim airdrop cho mình. Rồi bạn sẽ nhận thưởng là 120 UFI tương đương 600 đô ha, vào cái ví của Europe, và giới thiệu một người bạn thì các bạn sẽ nhận được 5 UFI tương đương 50 đô hàng cho mỗi lượt giới thiệu. Rồi thì để hoàn thành mà được nhận 600 đô tương đương 120 UFI thì các bạn sẽ làm 4 nhiệm vụ ha, 4 nhiệm vụ ha các bạn. 1 2 3 4. Đầu tiên là các bạn follow chúng tôi trên Twitter ha. Rồi nó kêu là follow của nó trên Twitter,
thì mình sẽ kiếm cái Twitter của nó rồi mình follow thôi. Thì các bạn bấm vào Complete Tab cho mình để mình xem thử cái Twitter nó như thế nào nha các bạn. Rồi à. Đó, đầu tiên là cái nhiệm đầu tiên là Join Telegram ha, New Channel. Ở nó các bạn bấm Complete Task nó sẽ ra như vậy. Đầu tiên là nhiệm vụ đầu tiên là join vào cái Telegram của nó. Này các bạn bấm Telegram New nha. Bấm vô đây các bạn, bấm vô đó, Telegram New. Rồi các bạn bấm vào chữ Join cho mình nha. Bấm vào chữ Join. Đó. Một cái. Rồi các bạn quay trở lại, bấm quay trở lại. Cái nhiệm vụ thứ hai là các bạn sẽ trở lại và update nhiều hơn. Rồi các bạn bấm Next cho mình đi. Cứ bấm Next cho mình. Đó. Rồi tiếp theo. Tiếp theo các bạn follow trên Twitter. Các bạn bấm vào chữ Twitter cho mình. Rồi nó ra giao diện như thế này. Các bạn bấm Open. Rồi các bạn thấy chữ nút follow không? Nếu tiếng Việt là theo dõi, các bạn bấm vào follow. Đến khi nào nó hiện ra chữ following là ok nha các bạn. Rồi các bạn quay trở lại tiếp theo để xem nó nói cái gì nữa. Nó kêu các bạn là follow Twitter rồi reset and like cái pin message. Là nhiệm vụ số 2 trong cái task đầu tiên, task thứ hai á. Rồi. Các bạn quay trở lại cái Twitter hồi nãy. Bấm vô đây. Để nó quay trở lại. Rồi các bạn kéo xuống nè. Các bạn thấy cái bài post của nó không? Europe Finance ha. Rồi các bạn nó kêu bằng các bạn gì? Các bạn like cho nó một cái, bấm vô cái trái tim, sau đó các bạn bấm vô cái mũi tên hai dòng. Rồi. Rồi các bạn bấm cái nút retweet cho các bạn. Đó. Retweet. Đó. Đó, như vậy là xong. Hai bước. Rồi các bạn quay trở lại. Các bạn phải đăng nhập Twitter trước nha. Rồi. Rồi các bạn xong hai bước. Bước số 3 là nó kêu các bạn submit Ethereum wallet address. Ha. Thì các bạn dùng cái quý ví Trust Wallet cho mình đi. Rồi các bạn phải cài cái Trust Wallet nha. Đây, các bạn vô Trust Wallet cho mình. Rồi các bạn bấm vào Ethereum. Được chưa? Rồi các bạn bấm nhận. Các bạn bấm sao chép cho mình. Rồi, các bạn trở lại Telegram. Các bạn đè. Các bạn bấm dán vào, sau đó các bạn bấm mũi tên. Rồi nó nói các bạn là Twitter verification, tức là xác thực cái Twitter của mình. Này các bạn bấm cái Twitter, các bạn xem các video trước của mình thì các bạn biết cách làm mà chứ gì. Còn không thì mình chỉ các bạn này, các bạn quay trở lại cái trang Twitter hồi nãy á. Đây nè, các bạn bấm vào Twitter hồi nãy đi, các bạn open. Rồi. Các bạn bấm trở lại nè. Đó. Các bạn thấy cái mũi tên cái chữ home không? Cái chữ home nó có chữ cái hình cái Twitter profile của các bạn, bấm vào đây. Bấm vào đây các bạn. Rồi đi. Bấm vào đây nè các bạn. Đó. Các bạn thấy cái Twitter của mình là giải trí không? Phía dưới là có ao mốc nè. À cái chữ từ cái ao mốc đó ha. Rồi các bạn lấy cái đó là làm Twitter, làm cái username của Twitter đó. Rồi các bạn điền cái đó vô. Nó có ví dụ có chữ A cộng thì các bạn điền chữ A cộng vô.
Đó, lấy cái này nè các bạn. Cái này các bạn phải biết nha. Rồi sau đó các bạn bấm mũi tên. Rồi bạn đã nhận được 120 UFI. Rồi mỗi lượt giới thiệu bạn sẽ nhận được 5 UFI cho mỗi lượt giới thiệu cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance là cái ví để xem nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rồi profile, profile này các bạn cứ mò mẫm ở đây mà xem ví như thế nào ha. Đó các bạn, nó hiện hết á, rõ ràng lắm. Rồi các bạn bấm referral để các bạn, đó đây là cái đường link của các bạn, đây các bạn đã giới thiệu nha. Các bạn có dùng đường link này đi rải trên các group về kiếm tiền online nha, để các bạn kiếm lượt referral nha các bạn. Rồi kèo này tới 26 tháng 12 sẽ được nhận về ví nha, cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm từ đây, còn hơn 1 tháng nữa ha. Đây. Chúc các bạn làm thành công và đừng quên bấm vào cái nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải nha, chọn tất cả để có những video nào về những cái kèo nào hấp dẫn hơn thì mình sẽ up lên trên YouTube Lý Việt Animal của mình để các bạn được nhận thông tin và làm các kèo Europe như thế này nha. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.